có hai cách làm. Một cái là các anh chị có thể cắt ra từng đốt, cứ mỗi một đốt như thế này là mình có một cây con. Và nếu đầu tiên mình chọn, nếu mình ra nhiều cây con á, thì mình chọn cái thân thầm nào, hoặc là có thể là cây đàn rô đức, thân mạnh, đừng vàng, còn xanh. Sau này đừng nhanh quá, đừng tiện quá, thì cái kia nó ra rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói về cái làm đốt trước. Làm đốt thì các anh chị có thể lấy một cái dĩ chân nhật, và ở dưới có lỗ thoát nước, thì các anh chị có thể đắp tạo như thế này. Đó này, đắp tạo, và các anh chị xịt Bencona hay là phi xăng để cho nó diệt khuẩn. Mà trước đó thì các anh chị ngâm đã xử lý rồi. Các anh chị thì để giờ cái đốt này nó bước lên ra này, thì các anh chị cắt từ dưới đuôi, nhưng mà nó nếu đứng về thì nó lên đầu. Đó này, nhưng mà nó thầm thì cái này cái đuôi đấy, thì cái con mắt nó nằm đây, thì các anh chị cắt như thế này, cắt xéo nghe. Cắt xong các anh chị phải để cái hũ rốt con kế bên, vì nhựa nó còn ướt mà, đúng không?